Các bạn thân mến, trong quan điểm trước đây chỉ có phụ nữ mới làm đẹp và không hề có khái niệm chăm sóc da mặt cho nam giới. Thực tế, chăm sóc da không phải chỉ vì lý do ngoại hình mà nó còn ảnh hưởng đến tình trạng sức khỏe da liễu. Thế nên, Thủy Mộc Spa sẽ gợi ý những cái bí kíp chăm sóc da mặt đơn giản dành cho đàn ông vào mùa đông để cái làn da nam giới sẽ được nâng niu đúng cách. Xin chào mừng tất cả các bạn đến với kênh chia sẻ kiến thức chăm sóc và điều trị da của Thủy Mộc Spa. Chúng tôi làm những cái video này để lan tỏa nhiều hơn những kiến thức chăm sóc da đến với mọi người. Và chúng tôi có một fanpage tên là Thủy Mộc Spa, chia sẻ về cuộc sống tích cực, về kiến thức chăm sóc da cũng như những sản phẩm chăm sóc da hàng đầu thế giới. Quay trở lại với chủ đề ngày hôm nay, da mặt nam giới có mật độ collagen dày đặc hơn phụ nữ. Chính vì vậy mà các chàng trai của chúng ta thường ít tốn công chăm sóc, nhưng làn da vẫn căng, chắc và đủ độ đàn hồi. Đây cũng là lý do vì sao mà nam giới thường có tốc độ lão hóa chậm hơn so với phụ nữ cùng độ tuổi. Tuy ít xâm nhiễm các cái nếp nhăn và tình trạng chảy xệ, nhưng mà cái làn da phái mạnh lại có bề rộng của lỗ chân lông khá là to, dẫn đến cái sự tích tụ tạp chất và sợi bã nhờn nhiều hơn và dễ gây ra cái tình trạng mụn mủ, mụn viêm, mụn đầu đen. Cái sự khác nhau về hormone cũng khiến cho cái làn da của đàn ông khá là dày dặn, với cái kết cấu khá là thô ráp, giữ ẩm giữ nước kém hơn phụ nữ rất là nhiều lần, thì về cơ bản chăm sóc da mặt cho nam giới không cần quá cầu kỳ với những sản phẩm chuyên sâu như của phụ nữ như là serum, essence hay là lotion, trừ khi bạn đang ở trong một cái quá trình điều trị y khoa mà thôi. Và chỉ với 3 bước cơ bản sau đây, làn da của phái mày râu đã đủ khỏe mạnh và đầy sức sống. Và bạn thấy cái video này có ý nghĩa, đừng quên để lại một like cho Thủy Mộc Spa và chia sẻ cái kiến thức này với tất cả mọi người nhé. Bây giờ chúng ta quay trở lại với 3 bước chăm sóc da của nam giới nào. Cái bước thứ nhất đó chính là làm sạch. Với cái đặc tính là lỗ chân lông to, nhiều nhờn, nhiều tạp chất, vì thế làm sạch là cái bước tối quan trọng nếu bạn muốn da bớt nặng nề và áp lực. Hãy rửa mặt 2 lần mỗi ngày cùng với sữa rửa mặt dịu nhẹ có chiết xuất từ thiên nhiên. Hạn chế dùng xà phòng tắm để rửa vì trong xà phòng có nồng độ chất tẩy rửa rất là cao. Và tôi biết chắc chắn rằng là các ông chồng của chúng ta ở nhà sẽ dùng xà phòng tắm hoặc là thậm chí là nước gội đầu để rửa mặt đấy ạ. Và hãy tẩy tế bào chết từ 1 đến 2 tuần mỗi lần để thanh lọc và thải độc da. Các ông chồng hãy có thể kết hợp cùng với các cái sản phẩm Felling loại khơi bong chóc giúp dọn dẹp da chết và làm giảm đốm nâu tàn nhang. Và các anh thân mến là đừng quên tẩy trang mỗi tối để gỡ bỏ cái lớp kem chống nắng cùng với bụi bẩn tích tụ suốt một ngày dài nếu các anh có hoạt động ngoài trời nhé. Thì các cái sản phẩm dầu tẩy trang loại bỏ bã nhờn nhờ quy trình nhũ hóa sẽ rất thích hợp trong việc làm sạch sâu da mặt của các anh ạ. Cái bước thứ hai đó chính là cấp ẩm. Hiện nay cái làn da của nam giới có kết cấu dày hơn nữ giới, khiến cho các tế bào ở lớp thượng bì da thường bị dỉu dinh dưỡng, thiếu ẩm. Thì cái việc cạo râu mỗi ngày trong trạng thái da thô ráp, thiếu sức sống cũng tiềm tàng nhiều nguy cơ chảy xước, viêm nhiễm cho da. Da cần được bổ sung độ ẩm từ các cái sản phẩm chăm sóc da cho nam giới. Các cái loại kem dưỡng có kết cấu mỏng nhẹ, khóa ẩm tốt, dùng được cho cả ngày và đêm. Và trước khi cạo râu, các cái loại bọt cạo thì thường chứa cái hàm lượng vitamin E hoặc dầu hạnh nhân thể giúp cho da bớt châm chích và căng tức. Vì thế là các chàng hãy hạn chế cạo chay để tránh cái tổn thương da. Xịt khoáng thì cũng là một cái sản phẩm rất tốt được dùng cho cả nam và nữ. Trong cái môi trường điều hòa, chúng càng phát huy tác dụng để chăm sóc da mặt của nam giới. Cái bước thứ ba đó chính là chống nắng. Cũng như là phái đẹp thì nhu cầu chống nắng thì sẽ không riêng của một ai cả. Sử dụng kem chống nắng mỗi ngày sẽ giúp cho các anh hạn chế được cái tình trạng đốm nâu, viêm lỗ chân lông và sạm và cháy nắng. Thì cái kem chống nắng nam giới dùng hãy nên dùng cái loại có độ SPF từ 50 trở lên để hạn chế cái tình trạng phải thoa đi thoa lại liên tục nhiều lần trong ngày. Và các cái sản phẩm dạng xịt dành riêng cho cơ thể cũng rất là tiện dụng trong trường hợp các anh quá bận bịu hoặc các anh rất là ngại hoặc là lười vỗ kem chống nắng, đúng không ạ? Trên đây là những cái tip chăm sóc da dành cho người đàn ông và người đàn ông của mình nữa, đúng không chị em? Các chị em hãy lưu ý để chăm sóc cho họ nhé. Nếu mà các chị em và các anh thấy những cái kiến thức Thủy Mộc Spa chia sẻ hay và hữu ích, đừng quên để lại cho Thủy Mộc Spa một like, đăng ký kênh của Thủy Mộc Spa để chúng ta cùng gặp nhau mỗi ngày nhé. Xin thân ái, chào các bạn.